Hello, xin chào các bạn. Đây là số tiếp theo của cái số vừa nãy. Sẽ bảo là review này Linh. Thì mình sẽ thay mặt anh em là phỏng vấn bạn Linh. Linh thì có một điểm thú vị là thực chất là lần đầu tiên đã xuất hiện làm với mình là trong một cái video livestream Oppo, nhưng mà cái đấy lại là trên Lazada và Shopee của Oppo. Chứ nó lại không Shopee rồi. Chứ nó lại không có ở trên cái YouTube, nên nhiều người rất tò mò về Linh, thì hôm nay tôi sẽ đại diện cho anh em đây, sẽ phỏng vấn về Linh. Cái thứ nhất là Linh có thể chia sẻ về chiều cao và cân nặng của Linh được không? Em cao 1m55, nặng 42 cân. Cái này nói chung có thể xem là cái tiêu chuẩn của ở Việt Nam mình không nhỉ? Nói chung là nó là một cái số đo cân nặng, em nghĩ là nó rất là normal ấy, kiểu bạn nào cũng kiểu nói mình chung là phổ cập ở Việt Nam là bình thường như thế, đúng không? Rồi. Thế còn số đo 3 vòng thì sao? Anh biết cái nhạc trend mới là 90, 90, 90 không? Không biết cái nhạc đó, tại anh không xem TikTok nhiều. Không, nói chung là mình thì không tự tin về bản thân mình lắm, nhưng mà nói chung là nó cũng gọi là cân đối, gọi là có cái đủ dùng, gọi là cũng đủ dùng. Đối với Linh thì tôi có một câu là sông có lúc một người thì cũng có khúc. Đấy, rồi, okay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nói, và nhiều anh em sẽ tò mò. Thứ nhất là mẫu bạn trai mà Linh yêu thích là gì? Chúng ta có thể nói rằng là một cái mẫu mà Linh cho rằng là một người bạn trai nên có những cái tiêu chí đó đối với tất cả mọi người, con gái luôn đấy, chứ không phải là của dành riêng em. Okay. Em hãy cho anh là 3 tiêu chí mà tất cả bạn trai nên có. Thứ nhất, người bạn trai lý tưởng của tất cả các bạn nữ phải sạch. Sạch, phải rất sạch. Là ăn rau sạch, chăn rau sạch, chơi cũng sạch. Nói chung là mọi thứ nó phải gọn gàng, sạch sẽ một chút, tại vì là gội đầu, chút nước hoa các kiểu. Không đến mức như thế đâu, nhưng mà ý là như kiểu nhá, gọi là đi ra ngoài thì người ta sẽ nhìn thấy bạn ấy rất là gọn gàng này, sạch sẽ này, trong đúng rồi, chính xác. Và mình nghĩ là kiểu bạn ấy nên vui tính một tí, mình thích những người vui tính. Từ đã, đấy là điều thứ hai đúng không? Vâng, đúng rồi. Thì phải nói điều thứ hai. Ok, không, từ điều thứ nhất vẫn chưa xong. Điều thứ nhất em nghĩ là bạn ấy kiểu khi mà là một cái người gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho ấy thì sẽ rất gây ấn tượng, bởi vì là em là một đứa kiểu bị ấn tượng với những mùi hương ấy. Thế là mà bạn trai mà có những cái mùi hương kiểu nó nhẹ nhàng mà nó cứ tự nhiên thơm thơm mà lạ lạ, ồ em ấn tượng lắm, em rất ấn tượng. Ok, chắc là mùi xả cân rồi, rồi đấy. Không có. Không có. Rồi, điểm thứ hai. Điểm thứ hai em thích là bạn ấy tinh tế này. Sao bảo vui tính bây giờ? Vui tính là... có tham nam. Ý là tinh tế thì cũng không, mình không có đòi hỏi, nhưng mà ý là bạn ấy nên tinh tế kiểu để ý một chút, với cả là vui tính, phải vui tính nha, bởi vì là em kiểu cứ thích hài ấy, nhưng mà kiểu bạn nào mới nhạt quá, nhiều khi mình muốn nói chuyện mà chẳng biết nói chuyện gì. Anh xin phép có ý kiến hỏi luôn đấy, không để hỏi câu sau nữa, là giữa một người đàn ông đẹp trai này, có tiền này, và một người sạch sẽ, thơm tho mà vui tính nhưng mà lại không có tiền, thì em sẽ chọn ai? Anh hỏi gõ đấy. Rõ ràng là đang muốn gu của Linh đúng không? Không, thì là vừa là sạch sẽ, thơm to và vui tính, mà bây giờ lại là có một thằng là nó từ từ xếp. Ôi em hiểu rồi. Cái vấn đề ấy là khi mà một thằng đẹp trai mà nó có tiền thì chắc chắn là có rất nhiều các cái vệ tinh xung quanh, em không thích điều đấy. Mặc dù cái bạn gu mà sếp vừa nói xong mà là sạch sẽ này, vui tính này, hài hước mà, nhưng mà ít tiền đúng không? Ít tiền hay không ít tiền? Ít tiền mà cũng không đẹp trai lắm nữa. Không, mình thực ra trước giờ em yêu toàn những thằng kiểu nó bình thường ấy, nó không quá đẹp trai, quá nổi bật, nhưng mà nó vui tính, nó hài hước, nó chung thủy thì em rất thích. Với cả là nếu như không có tiền thì mình với cả bạn ấy cùng sẽ làm ra tiền. Nói chung sẽ ưu tiên là một người là chung thủy và cũng như là vui tính hơn. Còn tiền thì bây giờ không kiếm cũng được, sau thì mình kiếm, bây giờ mình còn đang đi háo. Nói chung là em nghĩ về lâu về dài. Còn điểm thứ ba? Còn điểm thứ ba á? Có nhỉ? Thích nuôi mèo, mình nghĩ thế. Thích nuôi mèo à? Ồ, nãy giờ em đang tả Hải à? Hải là thích nuôi mèo này, vui tính này, đấy. Nói chung là em thì nói chung là mẫu lý tưởng em cứ nghĩ là khi mà người yêu của mình ấy sẽ kiểu gọi là cái con người nó sẽ cân đối một tí, nó không béo quá cũng không gầy quá. Thế nhưng mà không hiểu sao bằng cuộc đời, bằng cái nào đấy cuộc đời của em luôn luôn yêu những cái con người nó kiểu nó hơi bụ bĩnh. Kiểu người yêu hiện tại của em bây giờ đúng là tà Hải thật rồi, kiểu cứ hơi bụ bĩnh một tí. Nói chung là người ta bảo rồi, cái tiêu chí là một chuyện, nhưng mà trên đường đời tấp nập ta là vô tình là đâm phập vào nhau mà. Đúng không ạ? Mình không thể nào mà yêu được đúng người đâu, đúng gu là không có đâu. Rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ, đây là những cái tư vấn giúp cho anh em mà có được người yêu này. Thế chúng ta đi đến với điều 3 điều con trai cần phải tránh. 3 điều con trai cần tránh. Mà muốn có bạn gái là cần phải tránh 3 cái điều này. Đấy, khi gặp gỡ hay là giao tiếp với nhau. Xấu tính, kiểu em thấy nhá, có những bạn ấy chia tay người yêu xong rồi bạn ấy cứ nói đi nói xấu người yêu. Ok, cái đấy thì mất dạy. Xấu tính, xấu tính vãi chưởng, không thích. Số 2. Số 2 là nên làm sao nhỉ, ý là khi mà mình đang độc thân thì mình nên chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Tại vì là em thấy những cái bạn mà vừa chia tay người yêu hoặc là chưa có người yêu nhá, các bạn ấy sẽ đâm đầu vào công việc này, đâm đầu vào game, chơi game các thứ mà không quan tâm đến là ngoại hình của mình này. Xong rồi là những cái khi mà người ta nhìn vào, người ta nhìn thấy là bạn ấy nói chung là có... nên tránh cái việc bỏ bê bản thân mình. Đúng rồi, nên chăm chút nhiều hơn. Điểm số 3. Điểm số 3 lại nghĩ tại vì là nếu như mà em thích bạn đấy thì em sẽ tán trước. Mà cái vấn đề là kiểu những cái bạn mà em thích ý, hầu như toàn những cái người rất là kiểu low key, như kiểu sếp nói nó hơi. Nhưng mà anh đang nói về vào là những cái điều mà các bạn trai nên tránh nếu mà muốn có người yêu, chứ anh không hỏi là có người yêu. Chắc là điều thứ ba nên tránh. Nên tránh á, nói chung là đừng có ai cũng quan tâm, ai cũng kiểu ý là cho bạn ấy lên đầu ấy, kiểu không ai cũng không nên ai cũng tà lưa, mà chỉ nên quan tâm đúng người, đúng chỗ thôi. Chứ không phải là như kiểu có một vài bạn nhá, em thấy bạn ấy kiểu quan tâm bạn nữ này, xong rồi bạn nữ đấy bạn của em, xong rồi cái bạn đấy cái thằng đấy quan tâm cả em ở. Thì bây giờ vấn đề là người ta đi câu thì con cá nào đớp mồi thì người ta mới chúc đơn. Cái vấn đề là con trai không được tham như thế. Chúng tôi cũng thế, chúng tôi khi mà thích một người em không tham như thế không? Em thấy luôn, em chỉ thích một bạn là em chỉ thích một bạn thôi, em không thích nhiều người đâu. Em không kiểu là xếp hàng rồi bạn này đầu tiên này, bạn này thứ hai, bạn này thứ ba, mình tán bạn này không được, mình tán bạn thứ hai, không có như thế đâu. Ok, được rồi. Đấy là những cái tiêu chí mà anh em nào mà chưa có người yêu thì xem video này là khá là hữu ích. Và tất nhiên là nhiều vấn đề khác tình cảm anh em cứ comment, biết đâu những số tiếp theo tôi sẽ phỏng vấn liên tiếp. Rồi. Bây giờ người ta nói về kiểu là chị em con gái ở trên mạng thì có hai trường phái, là một là kiểu là thích khoe hình là sexy ở mông, còn hai là một cái nhóm là kiểu là ăn mặc rất là kín đáo. Thì theo em nhìn thấy những cái bạn gái kiểu ăn mặc nó sexy quyến rũ như thế, khoe hết cả ra thì em nghĩ sao về những cái hiện tượng như vậy? Bởi vì anh xin phép ý kiến luôn là anh rất thích khi xem những cái hình như thế. Nhưng mà ở góc độ ấy thì anh sẽ đặt câu hỏi này này: các bạn làm như thế để kiếm tiền, nhưng liệu là mình là phụ huynh thì mình nhìn vào nó sẽ là câu chuyện như thế nào? Kiếm tiền mà muốn tự có à? Đấy thì gọi là cái câu chuyện như thế. Và nó gọi là nó không vi phạm cái luật xã hội nào cả, không ai cấm cái đấy. Nhưng mà ở bản thân em lại là một góc độ con gái thì em nhìn nhận câu chuyện đấy ra sao? Thực ra nhá, em không phải là một người kiểu kỳ thị quá cái điện những cái việc đấy đâu. Kiểu em thấy là ăn mặc nó đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc ấy, kiểu thế. Như kiểu nhá, các bạn đi làm một ngày bình thường, các bạn buổi sáng buổi chiều bạn đi làm thì bạn phải ăn mặc nó làm sao cho nó vừa đủ kín đáo. Không, anh đang nói về những cái người mà chụp ảnh mà khoe khoang cơ thể trên mạng xã hội để câu like, câu view xong quảng cáo một cái game rồi app có thứ tinh vỡ. Thực ra là những cái người khác mình không quen thì mình không quan tâm lắm, mà người các bạn ấy đẹp thì các bạn ấy được quyền khoe mà, đúng không? Khoe bọn tôi mới được xem, thì đấy, cơ hội để trải nghiệm. Nói chung là cuộc sống mà nó phải như thế, kiểu không, nếu như mà các bạn ấy không khoe thì làm sao mà có những xảy ra được những cái chuyện kẻ thứ ba, xong rồi trà xanh, xong rồi là sugar baby. Nhưng mà anh thấy cứ mấy người khoe đó có bao giờ thành người thứ ba đâu, mấy người thứ ba toàn mấy người giàu có. Các bạn ấy kiểu tự tin quá ấy, kiểu tự tin về bản thân mình, như bạn ấy kiểu tự thích khoe vậy thôi. Như kiểu nhá, nhưng mà khi em xem mấy cái hình đấy đã bao giờ mà em cảm thấy tự ti về bản thân mình vì mấy bạn ấy ngon hơn mình chưa? Thực ra thì có. Thì cũng có, tại vì em không thể nào mà được kiểu gọi là mà lem như thế. Đúng ơi. Rồi. Nói chung là nhưng mà thôi sao mình cũng tự nhận là kiểu bản thân mình nhỏ nhỏ con ấy thì vẫn sẽ có những bạn trai thích cái đương nhiên vui. Trên đời phải có người ăn mặn và người ăn chay, không ai là chỉ ăn mặn mà không ai chỉ ăn chay cả. Rồi. Thế câu hỏi cuối cùng đó là một trong những cái điểm mà nhiều anh em thắc mắc là này, khi làm quen với con gái, cái câu đầu tiên và cái câu chuyện và những hành động đầu tiên nên làm là gì? Số 1 là nên chat để mở đầu như thế nào để làm quen. Số 2 là nếu làm quen được rồi thì khi đi chơi nên làm gì đầu tiên? Ở góc độ con gái em sẽ tư vấn cho các bạn. Thực ra thì khi mà lúc đầu mà các bạn thích ấy mà kiểu nói chung là em thì sẽ hay là gặp nhau rồi xong rồi là ấn tượng quá thì về sẽ hay rep story xong rồi làm quen. Nói chung là cách số 1 là muốn tán gái nhắn tin thì đầu tiên là phải chăm rep story. Đúng, chăm rep story, nhưng mà đừng có rep story kiểu bảo là cậu xinh thế, xong rồi thì cậu ăn cơm chưa, cậu ngủ chưa, em có ăn rau rền không, không tan rau sống nha. Rồi. Kiểu vậy. Thì đấy, nói chung là đừng có kiểu hỏi mấy cái câu normal như vậy, kiểu có thể các bạn chia sẻ những cái cuộc sống bình thường ấy, các bạn đang làm gì, hoặc là kiểu ý là hỏi xem bạn này đi chơi ở đâu chưa, chỗ này hay lắm đi chơi chưa, hay chỗ này ăn ngon lắm đi chưa, đấy kiểu thế. Đừng có hỏi ăn cơm chưa với ngủ chưa, người ta cuộc sống bình thường người ta làm gì. Thế buổi date đầu tiên thì liệu có nên đi xem phim và ăn uống bình thường không, hay là như nào cho ấn tượng? Bình thường ấy thì ấn tượng em không cần quá cầu kỳ cái việc là ăn uống, cái gọi là first date ấy, kiểu không cần quá cầu kỳ đâu là phải đi ăn nhà hàng xịn hay đi xem phim hay thế nào. Nói chung là làm sao các bạn khi mà gặp nhau thì gây ấn tượng ấy, kiểu tinh tế một chút, như kiểu là khi mà các bạn nữ đón các bạn nữ nhá thì sẽ gạt chân trống, gạt cái chân để gạt chân trống gạt cái chân để chân ấy, gạt xuống cho các bạn ý. Xong rồi là đội mũ này, xong rồi kiểu bảo là khóa môi, khóa mũ này. Rồi khóa mũ, xong rồi nếu mà các bạn ấy không đeo khẩu trang thì nhớ là để các bạn không đeo khẩu trang mà đi. Không đeo khẩu trang thì cho nó về thì nhớ Covid này. Thì nhớ là thủ ngay cái gói khẩu trang ở sau cốp nha, để khi mà không có là phải chuẩn bị là khẩu trang này, áo mưa to và áo mưa nhỏ này đầy đủ hết. Không, áo mưa to nó có hai đầu. Không phải áo mưa nhỏ làm cái gì cả. Áo mưa nhỏ tại sao phải như thế, trong khi bây giờ nó có áo mưa hai đầu ấy, các bạn có thể là okay. Mưa cái gì? Áo mưa hai đầu. Đúng, tự nhiên. Thôi, thì áo mưa hai người kiểu thế là đủ ấy chứ không cần phải mặc hai áo mưa làm cái gì. Rồi. Mất như vậy sao? Là chúng ta đã có một buổi nói chuyện thú vị với Linh, vì thực ra mà nói thì mấu chốt vẫn là chúng ta muốn tìm hiểu xem là đấy, một người con gái như Linh, các bạn mà muốn tán được, các bạn mong muốn làm quen với những bạn gái thì các bạn phải làm như thế nào, những điều các bạn cần nên tránh là gì. Và hy vọng là anh em có thể để thêm những cái comment trong những số tiếp theo, bọn mình sẽ tiếp tục nói chuyện với Linh trong cơ hội lần tới. Hẹn anh em vào các video lần sau. Bye bye. Hôm nay chúng ta chỉ nói chuyện về tình cảm thôi à? Thế thôi. Em mong chờ những điều các anh em là sẽ quan tâm về cái đấy nhiều nhất, xong bắt đầu sau đó các bạn phải đặt câu hỏi tiếp chứ. Ok, thế thì số sau nha, mình sẽ hẹn số sau với các bạn. Bye bye.